Hi, xin chào các bạn, mình là Thư. Thì hôm nay mình sẽ review sản phẩm tai nghe mới nhất mà nhà JBL vừa mới tung ra thị trường. Đó chính là JBL Quantum. Thì trên tay mình đây là chiếc tai nghe JBL Quantum One, được cho là chiếc tai nghe xịn sò nhất của series này. Thì điều gì tạo nên sự khác biệt của JBL Quantum One so với các chiếc tai nghe khác cùng series? Thì sau đây chúng ta cùng khám phá nhé. Bao gồm một chiếc tai nghe Quantum One, một dây cáp kết nối cộng 3.5mm, một bộ cân bằng micro, một micro gắn rời và một màn lọc gió, một vòng xoay cân bằng giao tiếp game chat và cuốn hướng dẫn, thẻ bảo hành và bảng an toàn. Đầu tiên mình sẽ nói về đệm tai của con Quantum One. Thì đệm tai được thiết kế rất là dày, êm và chắc chắn. Hẳn là những bạn game thủ đa số là thường là sẽ đeo kính khi mà chơi game trong thời gian lâu, các bạn có cảm giác bị cấn tai và đau tai, nhưng các bạn hoàn toàn yên tâm với con Quantum One này, khi đeo trong thời gian lâu sẽ không hề có cảm giác đau tai do đệm tai được thiết kế ôm trọn với tai và được bọc vải da rất là mịn màng và sang trọng, cách âm được một cách tốt nhất. Cụ tai được thiết kế rất là hầm hố và cá tính, đáp ứng đủ những tiêu chí của một chiếc tai nghe gaming với những chi tiết dập nổi, khỏe khoắn, tạo nên cho bạn sự trẻ trung năng động. Chất liệu nhựa cứng, nhám, khi sờ sẽ không bị bám mồ hôi trên ngón tay. Về phần headband cũng vậy, cũng được làm từ chất liệu nhựa cứng, nhám, cảm giác cầm rất là nhẹ và chắc chắn. Kế đến là phần logo của Quantum One, thì logo được thiết kế tráng gương với đèn LED xung quanh trông nổi bật hơn hẳn so với những chiếc tai nghe khác. Bên cạnh đó, để tăng thêm tính thẩm mỹ cũng như là độ ngầu cho các game thủ thì hai bên tai nghe còn được trang bị thêm đèn LED RGB dạng tia chớp với nhiều màu sắc khác nhau. Màu sắc này các bạn có thể chỉnh trên phần mềm JBL Quantum Engine, thì lát nữa là mình sẽ nói cho các bạn chi tiết hơn về cái phần mềm JBL Quantum Engine. Thì bên đây là một vài thông số của chiếc tai nghe này. Tuy nhiên là trong clip này mình sẽ không nói rõ về những thông số này mà chỉ đưa ra những đánh giá trải nghiệm và hướng dẫn cách các bạn sử dụng chiếc tai nghe này thôi. Về phần kết nối thì Quantum One là sản phẩm cao cấp kết nối có dây và kết nối tương thích trên nhiều nền tảng như là Xbox One, PS4, Nintendo Switch và smartphone và PC. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm JBL Quantum Engine. Về phần này thì mình sẽ đeo mắt kính nhé. Đầu tiên các bạn sẽ thấy trên phần mềm sẽ có volume. Volume thì các bạn có thể điều chỉnh trên cổ tai bên trái bằng các cái con lăn. Tiếp đến là microphone mute. Ở phần phía sau con lăn chỉnh âm lượng, các bạn sẽ thấy có một phím nút. Các bạn chỉnh bật tắt thì nó cũng sẽ tương tác trên phần mềm. Kế đến là adapter kết nối với PC. Thì đây chính là điều đặc biệt mà JBL trang bị cho con Quantum One này. Tính năng này được Discord chứng nhận để phân biệt tiếng game và tiếng âm thanh người nói. Bộ điều khiển dạng vòng xoay này sẽ giúp các bạn điều chỉnh khi bạn muốn nghe tiếng đồng đội rõ hơn thì các bạn di chuyển con xoay sang phía bên chat. Còn muốn nghe tiếng game rõ hơn thì di chuyển sang tiếng game. Đây là trang bị cực kỳ hữu dụng cho các anh em khi mà chơi game, rất là tiện lợi và dễ sử dụng. Đầu tiên mình sẽ nói cho các bạn về phần EQ. Thì JBL có trang bị cho các bạn sẵn 7 preset bao gồm Bass Boost, Bass Cut, Clarify, Flat, FVS, High-end boost và long session. Thì các bạn có thể lựa chọn những cái preset này theo cái sở thích âm nhạc mà các bạn mong muốn. Thì những bạn nào em hiểu về EQ thì các bạn có thể tùy chỉnh EQ theo sở thích mong muốn mà các bạn muốn nghe. Tiếp theo về phần lighting, JBL cũng trang bị cho các bạn một số preset chỉnh màu, hoặc các bạn cũng có thể tự điều chỉnh màu sắc theo sở thích mà mình mong muốn. Kế đến là phần Spatial Sound, thì phần này là nơi ẩn chứa tính năng của JBL Quantum Sphere 360, giúp giả lập âm thanh vòm 7.1 tối ưu cho các tựa game FPS. Kế đến là nút DTS, thì DTS là công nghệ giải mã âm thanh vòm 5.1. Về microphone thì microphone có tính năng khử ồn âm thanh cực kỳ trong trẻo, nghe sẽ không có một tí tạp âm nào. Tiếng nói nghe rất rõ, phù hợp cho các bạn streamer. Thì sau đây mình sẽ cho các bạn nghe một đoạn test mic. Các bạn nên đeo tai nghe vào để nghe thử xem là âm thanh như thế nào nhé.
Xin chào các bạn, thì đây là âm thanh được test bởi micro của Quantum One. Thì các bạn nên đeo tai nghe để mà nghe rõ được là âm thanh có thực sự trong trẻo như là mình nói không nhé. Tiếp theo mình sẽ nói đến phần head tracker. Thì đây là tính năng theo dõi chuyển động đầu, chỉ được áp dụng trên con Quantum One này. Thì để kích hoạt tính năng theo dõi chuyển động đầu head tracker thì đầu tiên các bạn phải vào Spatial Sound và lựa chọn mục JBL Quantum Spear 360. Sau đó các bạn ra ngoài, các bạn sẽ thấy được là khi mà các bạn di chuyển hướng đầu của mình thì tai nghe cũng sẽ di chuyển theo trên phần mềm. Chức năng này giúp các bạn nghe rõ được tiếng bước chân dù gần hay là xa, xác định được vị trí cực kỳ rõ ràng bên trái bên phải của nó, tiếng súng đạn bay từ phía nào để có thể nghe rõ và né tránh được, phân biệt rõ được âm hình và âm trường. Thì tính năng này hỗ trợ rất nhiều cho các bạn chơi các game nhập vai như là CSGO, PUBG và FIFA. Về công nghệ chống ồn chủ động ANC thì các bạn có thể kích hoạt trên cổ tai trái hoặc là kích hoạt trong ứng dụng. Thì công nghệ này giúp cho bạn tách biệt hoàn toàn với âm thanh bên ngoài, mọi tạp âm xung quanh đều sẽ chìm hẳn xuống, giúp cho bạn chuyên sâu, nhập tâm vào game hơn. Kế đến là tính năng Talk Through cũng được bấm trên cổ tay trái cùng với nút bật tắt chống ồn chủ động. Nhưng khi bật các bạn sẽ giữ lâu hơn một xíu thì sẽ kích hoạt được cái tính năng này. Thì tính năng Talk Through giúp cho bạn không cần phải tháo tai nghe mà vẫn có thể nói chuyện được với mọi người xung quanh. Sau đây mình sẽ trải nghiệm thử chơi game và nghe nhạc trên chiếc tai nghe này nhé. Thì sau khi trải nghiệm chơi game PUBG trên con Quantum One này thì mình đánh giá rất là cao âm thanh vòm giả lập 7.1. Nó giúp cho mình nghe rõ được tiếng súng và tiếng bước chân của địch để mà né tránh. Khi mình sử dụng head tracking thì việc mình xoay đầu trái phải, mình nghe được âm thanh rõ y như là ngoài đời thật. Còn về âm nhạc, mình đánh giá cao giải bass của con Quantum One này, nó cực kỳ chắc chắn và xuống sâu, nên là việc mình nghe những bản nhạc như là EDM sôi động, nhạc rap thì nghe cực kỳ tuyệt vời. Về giải chép của Quantum One thì thiên sáng không chói, giải mid thì tái tạo âm thanh mềm mại hơn, còn vocal thì rất rõ, nghe rất là sướng tai. Mình thích nghe nhạc rap nên là việc trang bị một con tai nghe vừa chơi game hay vừa nghe nhạc hay thì là cực kỳ thích lắm luôn. Thì nãy giờ mình cũng đã nói hết những cái ưu điểm của con Quantum One này, và tất nhiên là chiếc tai nghe nào cũng sẽ có một vài khuyết điểm. Tuy nhiên là cái khuyết điểm của con Quantum One này không đáng kể, như là micro hơi vướng, không thể gạt lên khi mà không sử dụng, và tính năng JBL Quantum Spear 360 không thể sử dụng trên macOS. Đúc kết lại thì đây chính là một chiếc tai nghe được trang bị đầy đủ các tính năng hoàn hảo nhất để hỗ trợ cho các anh em game thủ. Nếu bạn là một game thủ chuyên nghiệp thì bạn không nên bỏ lỡ chiếc tai nghe đẳng cấp này nhé. Với mức giá 5.490.000 đồng thì JBL Quantum One chính là lựa chọn sáng giá cho trải nghiệm đẳng cấp với tinh hoa âm thanh mà JBL mang lại. Tại Thiên Vũ thì luôn có sẵn sản phẩm JBL Quantum One để các bạn đến để trải nghiệm. Ghé showroom của Thiên Vũ tại địa chỉ 779 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5 để đánh giá trực tiếp âm thanh mà JBL Quantum One mang lại. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy bấm like và subscribe cho kênh YouTube của Thiên Vũ nhé. Hẹn các bạn ở các video sau. Bye bye.